chào các bác chăn nuôi. Hôm nay em Tuấn lại chia sẻ giới thiệu tới các bác một cái sản phẩm mà giúp cho đàn heo tăng năng suất, rút ngắn thời gian chăn nuôi, giảm chi phí thức ăn, an toàn và không chứa chất cấm độc hại. Đó chính là cái sản phẩm mà vỗ béo heo Xtra chuyên dùng để bổ sung các cái dinh dưỡng, vitamin, axit amin giúp cho đàn heo tăng trọng nhanh, phát triển tốt. Như các bác đang nhìn thấy, đàn heo này đang sử dụng cái sản phẩm vỗ béo heo. Đàn heo phát triển rất là đồng đều, bung bông nở vai và hồng da mượt lông. Và nếu các bác quan tâm đến cái sản phẩm giúp cho đàn vật nuôi phát triển tốt, vui lòng bình luận xuống dưới video này hoặc inbox hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0981 648 993 để được tư vấn rõ hơn về sản phẩm.